Chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình. Vì gần đây thì có rất nhiều bạn hỏi về cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Cho nên hôm nay mình sẽ làm một clip để hướng dẫn các bạn cách cài đặt một tựa game gần giống 99% game so với game Liên Minh Mobile. Thì trong thời gian chờ đợi cái Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến ra mắt, chúng ta nên trải nghiệm cái tựa game này để tập làm quen, cũng như là trải nghiệm một phần nào đó trước khi chào đón game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Vì như các bạn cũng đã biết thì so với các tựa game MOBA hiện tại thì Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến là một loại tựa game MOBA cần kỹ năng khá là cao. Cái tựa game này thì mình đã thử trên chiếc điện thoại của mình. Nó thì khá mượt và giống 99% so với Liên Minh Huyền Thoại trên PC. Từ tướng đến các skill trong game, các kỹ năng thì nó giống, có thể nói là 99%. Vì vậy nên hôm nay mình làm clip này muốn hướng dẫn cách tải game và cài đặt cho những bạn nào mà muốn trải nghiệm trước giống như mình. Ok, thì giờ chúng ta bắt đầu. Thì đầu tiên dưới phần mô tả mình có để cái đường link để tải ứng dụng TapTap. Các bạn yên tâm, đây là ứng dụng bên Trung Quốc và ta xài rất nhiều, không có virus đâu, nên các bạn đừng có lo lắng mình đặt những câu hỏi như là có virus hay không nhé. Sau khi đã tải về rồi thì ở đây trên mình này có một ứng dụng tab này, thì các bạn sẽ vào. Tiếp theo là gõ Time and Summon CN, ở đây mình đã ghi sẵn hết rồi để đỡ tốn thời gian. Sau đây tìm kiếm giống như CH Play. Ở đây mình cũng đã tải về trước. Các bạn chỉ cần bấm vào Install như bình thường thôi. Tiếp theo thì đây là cái hình ảnh giao diện bên ngoài của nó. Mình sẽ vào game. Lúc mới tải về thì nó sẽ xin các quyền cho phép vào camera rồi ghi âm gì đó. Thì các bạn cứ allow cho phép nó là được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách vào game. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng ký tài khoản. Các bạn nhấn vào cái hình mặt người, hình con ngựa giữa phía dưới cùng. Rồi, sau đó thì người ta ghi mật khẩu vào. 1111. Xong. Bấm cái dòng chữ xanh đây. Ok. Còn cái này các bạn đừng quan tâm. Bấm cái chữ phía bên tay phải. Rồi ok là vào game. Đây thì mình bấm vô ít hết nha. Ok. Tiên là chọn server. Sau đó thì chấp thuận tích vào cái dấu trắng đó và nhấn vào cô màu vàng để vào game. Ở đây thì nó hỏi là mình đã biết chơi, hối chơi hay là người đã từng chơi, thì như cái tựa game mobile khác thôi nhưng nó cũng dễ sử dụng. Các bạn nhấn vào cái ô màu xanh. Đây là cái con tướng nó cho miễn phí đầu tiên. Garen. Sau đó các bạn quay lại. Trong này thì người đầu tiên thì sẽ có một bot hướng dẫn mình. Kích vào màn hình nó sẽ chạy và giao diện vào game. Mạng của mình hơi yếu. Ok, chúng ta sẽ vào game để test thử mua đồ. Khá giống với những tựa game mobile hiện tại. Đây thì vẫn có mắt, hồi máu. Ta sẽ cộng một chiêu quy đầu tiên, kỹ năng đầu tiên của Garen. Như các bạn thấy thì nó khá là mượt. Đây, mình kích hoạt quy nó giống y như Garen trên PC. Anh thường đây quy nè, quy chủ hình ảnh nó khá là đẹp. Chúng ta sẽ cộng tiếp theo là cộng chiêu E của Aren là xoay. Đây không khác gì, không trượt phát nào, giống y hệt trên PC.
Mình sẽ chơi đến khi có chiêu cuối thì để cho các bạn xem. Tôi sẽ cầm chiêu W là Z. Dù là tiếng Trung Quốc nhưng mà nó cũng khá là dễ xài và giao diện rất là dễ các bạn. Mình sẽ mua đồ. Ok. À, cái này thì mua đồ tại chỗ được luôn. Còn cái game Liên Minh sắp tới thì mình nghe là mình phải về nhà mới mua được. Ở đây mình đã có ulti rồi. Ok. Một ulti đây. Đó. Không trượt phát nào, không khác gì Garen trên PC. Hình ảnh cũng rất là đẹp. Vì đây là mới thử, mới tập chơi cho nên máy nó rất là yếu nha các bạn. Rồi ok. Cái clip hướng dẫn game của mình tới đây là cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến lúc này. Thì nếu cảm thấy video của mình hay và bổ ích thì nhớ like và subscribe vì nó là miễn phí mà. Cảm ơn các bạn.